Xem chừng nhà đẹp lắm nhỉ. Yeah. Nhà đẹp. Ừ, nhà đẹp. Em một chút giá em muốn anh có khách đặt gạch rồi. Ô thế à, đã khách đặt gạch rồi. Đây, không phải bằng anh em đấy. À, bạn này à. Bạn này đặt gạch rồi à. Đã xếp hàng rồi. Đây, em thế, đúng là các ông này. Cái này không to này, không phải bé đâu. Đúng điền chứ? Đã. Đúng điền à? Điền phải. Nó răm nó vẫn còn thưa này nhỉ? À, nó là phôi rồi. Ừ, phôi rồi. Phôi rồi. Thấy nó cành nó có vẻ là thưa thưa. Nó là đương làm hả? Vâng, nó có những cái điểm chốt thôi. À, có rồi. Những tác phẩm cũng rất giá trị. Mới mơn cái ô cái. Coi mấy cây cái cho nó có khi thế đang khi thế. Đang khi thế. À sao? Em. Cây này. Cây này bạn vẫn thích cái này à? Ừ, mình quay rồi. Cái này của nó thì cũng đã có đẹp rồi. Đây trong này còn cây gì không? Lục lá. Cứ nhìn vôi là chúng ta đã có đoán được là đẳng cấp người chơi có đẳng cấp hay không. Còn nếu là người chơi thì sẽ chọn những vôi đẹp để dự định cho tương lai của mình. Đây nhà chú gì nhỉ? Tên anh nghe chú là tên gì? Đây tên chú Trương là... Phạm. À là Trương Phạm à. Trương Phạm ở đây thuộc về Tứ Kỳ. Tứ Kỳ rồi. Trương Phạm Tứ Kỳ. Nhà chúng to xe vừa. À còn đây là Trương Phạm Tứ Kỳ. Được rồi. Phải cắt ngọn đi. Đấy. Cao 62 phân. 62 lên từ miệng chậm lên đến kia nữa. À thế là lấy cây rồi à? Quyết tâm lấy cái này rồi. Nó ghi là rồi kệ các bạn muốn mua cho giá bao nhiêu thì giá. Nó ghi cái kia xuống này. Đã hứa hẹn với nhau hôm nay là xuống là sẽ đưa về. Chúng ta xem cây của Trương Phạm Tư Kỳ. Tác phẩm si cũng rất đẹp. Như đá. Chắc là đề trắng. Đây là đề trắng em nhỉ? Trương Phạm đề trắng à? Cái này này. Cây lôi cổ. Cây phô. Cây hoàn thiện. Có lẽ là có hai tác phẩm hoàn thiện đẹp. Tác phẩm này cũng là một trong tác phẩm đẹp của Trương Phạm. Bây giờ là 12 giờ trưa.
Anh em vừa mới tới nơi, xong một vòng đi vòng quanh. Tôi thấy Bình quay trở về đây để kết thúc lộ trình. Rất đặc biệt. Chúng ta thử ngắm vài cây phôi nữa xem sao. Đang lúc trời rất nắng, anh em đã chui hết vào bên trong. Đây, cây phôi này cũng được. Rất nhiều và rất nhiều. Có lẽ trời nắng, tôi chỉ quay lướt qua một chút để các bạn có thể là thấy được rằng những người đam mê đã chuẩn bị cho mình những cây phôi hoặc những tác phẩm đã hoàn chỉnh trong một khung cảnh rất đẹp của ngôi nhà. Quá lắng. Rồi. Và có lẽ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Có lẽ tôi sẽ quay lại cây kia để làm lại. Đây con tiền 500 nhưng mà nó lấy người ta quái. Vật này đây mà nói là đây đợi ngọt. Nhưng mà con này em lấy về nó lắm. Hôm nay ta ngồi uống rượu mày để cho tao cây kia. Đây.